chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Nhật Cường TV. Mình có những chia sẻ trong cuộc sống nha, có gì thì mình chia sẻ lẫn nhau. Điều tiên cho mình chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, phát tài phát lộc và gặp nhiều may mắn. Hôm nay có gì đặc biệt đó, mời xem. Hôm nay lại món mới, đó là món hủ tiếu Nam Giang. Đây, thấy chưa, tim, tôm, trứng cút, luộc heo, hành là, đây là tỏi. Đó, hủ tiếu, rồi nước lèo nhìn hấp dẫn. Và đây, tóp mỡ hành, bên kia là thịt bò băm. Đó, những gương mặt thân quen, anh Dũng, chị Hai, anh Hai. Đó, đây, tôm, rau, nói chung là nhớ những món ăn Việt Nam, cho nên thành thử là thực hiện những món ăn Việt Nam. Hôm qua là được ăn bánh xèo, và hôm nay được ăn hủ tiếu Nam Giang. Và một lát nữa ăn xong chúng ta làm tiếp là món bột chiên. Cua răng me. Đó, có cua răng me, nhưng mà cái tím hiếm có cua nào. Mực sốt Thái Lan. Mực sốt Thái Lan. Đó, trong lúc ăn anh em chúng tôi sẽ tâm sự một số vấn đề về những gì mà chúng tôi đã mắc phải và chúng tôi đã có kinh nghiệm để chia sẻ cùng cả nhà mình đang sống trên nước Mỹ nhé. Một lát nữa là vừa ăn vừa tâm sự nói chuyện nhé. Thơm quá, nhìn thôi là đói bụng rồi, thiệt luôn á. Nhìn thấy cái này mình nhớ những món ăn gì đâu, cực kỳ luôn đó. Đang soi chuẩn bị soi ủ bột rồi, mâm muốn cho nó xong rồi bắt đầu mình ra mình mầm liền nha. Chắc tình hình này phải làm từ một tô nhỏ nhỏ gì vừa thôi, còn để bụng ăn bột chiên nữa. Chứ mà một cái nó quá hớp là ăn không ngon. Thì có cua nữa. Có cua, có mực nữa. À, đúng rồi. Sao thấy hay vậy ta? Đó, hồi nãy thấy giới thiệu nhìn thấy mực một nắng nha. Một nắng, nhưng mà đừng có nói lá lại kìa. Có cua là món gì? Cua răng me hay là cua gì ha? Cua răng me hay cua gì? Cua răng me luôn hả? Ồ, ngon đặc sản. Tới đó mà la rai một chai bia, hai chai bia đã. Ngon hành cành đào luôn. Cành đào, ok. Đó, để anh Hai vô nửa chén. Bạn Hùng, nhiệm vụ của bạn mà. Chị nếm vô chị Hai. Nếm chưa? Ngon hả? Nhưng mà có cái bí quyết gì về nấu món này không để chia sẻ với cả nhà coi. Tôm khô với mực. Hả? Tôm khô á. Cái bí quyết á là mình có gì? Con tôm khô. Con tôm khô. À, ngâm tôm khô cho nó mềm đi. Rồi. Là cái là mình xới nước mình rửa lại tôm khô. À. Với lại con mực á mình nướng lên, rửa cho sạch đi rồi mình nướng lên là đập nhỏ nhỏ mình xé ra bỏ vô nồi. À, ngọt rồi trong cái nước. Rồi, cái nước. Có cái củ cải mặn nữa. Củ cải mặn. À, củ cải mặn nữa với lại xương. Xương. Rồi không có cái con gì gọi là không, cái này là hủ tiếu Nam Giang khác, còn có cái hủ tiếu mì mới có cái con gì đó, con xá sùng không? À, xá sùng. À, của người Tàu đó, nấu của người Tàu á. Khi mà nêm sao? Nêm thì mình nêm đường phèn á. À, đường phèn hả? Ừ. Nhưng mà em có cũng có cái bí quyết nha, cũng chia sẻ nha. Em có cái là ví dụ như muốn mà cái nấu lẩu hay là một cái gì đó hoặc là canh hay gì đó thì thường thường là ai muốn thích gì bỏ vô cái đó, nhưng mà em phải nêm từ ngọt đến mặn. À, chị có hay làm đó không? Hay là chị cũng thích gì bỏ vô lại hả? Có thì cũng nêm ngọt xuống mặn. Đó, đúng rồi. Thường thường là nó muốn vừa, ngon là từ ngọt đến mặn nó vừa. Đó. Thì lúc nào người đẹp trong lúc nào nhà bếp, trong mấy nhà bếp được khỏi lúc nào nêm được chứ. À, ngọt đến mặn á. Ví dụ như mình muốn đường thì cho đường vô. Còn không ăn rồi xong tiếp đó đến tí chiếu bột ngọt rồi tí chiếu bột hành no rồi bột nêm. Bột nêm đó. Ờ, đến mắm, đến muối đó. Đó, vậy là ngon. Hả? Cái gì? Cái nào? Hồ bò Mỹ. Hồ bò Mỹ hả? Mà nó ngon. Ngon mà. Mỏng mà hả? Ờ, mỏng mà giòn ngon, trời đó giờ mới từng ăn luôn á. Rồi. Đây bữa thằng đi hai chồng đi xuyên bang á. Ừ. Để đỡ buồn ngủ á, tức là mình cái miệng mình phải nhai liên tục. Cái gì nhai đó. Rồi mấy hũ hướng dương nhai nè, rồi ăn kho bò nè,
rồi uống ăn mấy kiếp nè, rồi uống 29 ống 99 thức quà một bịch 12 ao tức là 6 ba cái bịch đó của em nhiêu, cái bịch đó có 20 đồng à, cái bịch đó có 20 đồng à, nó bán họ lại cho 29 đồng 20 đồng hả? Dạ, được cái 20 đồng à, ngay bán hàng trên website của nó luôn. Ở ngoài chợ nó bán á, cái em mua ngon nha, nó có hai vị vị tiêu với vị ớt cay thôi. À, nó mọc dánh không? Nhìn này. Mọc dánh đưa ra mặt trời. Đó, đã không? Này nó bán hả? Đó. 29 đồng. Dai giòn queo. Ở bên cây giòn rớm. Nó có chỗ mà người ta bán trên Instagram á, hình như. Ủa, đây này. Cái này. Nó bán. Nó đây là nhỏ hơn, nó làm hơn. Bánh phở tươi. Là cũng là hủ tiếu hả? Là hủ tiếu. Chính là nó. Nó bán tại tại chợ luôn, tại chợ luôn, tại chợ châu Á mình lúc này nó cũng bán luôn. Họ này, đây là mì mì trứng, chúng ta đi mấy chúng ta có đất được. Cay lắm, mà em ăn cũng ngon hơn. Mì trứng này ăn cũng ngon hơn là mình ăn cái mì kia. À, nó dài hơn. Nó có bị gạo. Còn cái này làm cái bột nấu. Cái này bột là từ bột gạo, tính tiền gạo. Bỏ nhà mình xây làm luôn hay là mình mua cái này của người ta? Cái này mình làm. Làm hết hả? Bột gạo. À. Một bịch bột gạo, 7 chén nước. Bột gạo nó có bịch màu đỏ đó. À. Ừ. Với là 7 chén nước, một muỗng bột năng với một muỗng dầu ăn. À. Muỗng cà phê đường, ủa muối. À. Muỗng cà phê muối rồi mình quậy đều trước ở ngoài đi nghe không? Mà bắt cái chảo. Cái lúc đó mình ngâm bột ngâm trong cái chảo. Để lát mình nó tan bột đó mình bắt lên luôn. Bắt lên luôn. Rồi sang ra cái thau nữa nó không. Nhưng mà chỉ có làm hai giai đoạn đó. Hai cái. Hai giai đoạn tức là mình đầu tiên mở lên mình chiên sơ thôi, bỏ không đó. Có chiên gì chưa á. Đấy sao? Bây giờ em dày nè. Khuấy bột gọi là khuấy bột. À. Khuấy bột sống. Tức là đến giờ là bây giờ dày nè. Rồi xong mình cắt ra nè. Nhỏ. Cắt cho tôi nhỏ. Nhỏ nhỏ xong rồi cho bỏ lên. Nước màu. Nước màu đúng không? Cho miếng nước màu cho nó thấm màu hơi vàng vàng. Bỏ chảo chiên sơ. Ờ, bỏ dầu vô chiên. Chiên cho giòn. Không hết, mình chiên sơ. Chiên một lần thôi chứ còn chiên hai lần. Hai lần mới ngon. Chiên sơ thì bỏ ra xong xuôi để đó, khi là mình muốn ăn ấy bỏ vô thêm chiên lần nữa, bỏ trứng vô là còn. Nhưng mà nó thấy dầu nhiều không? Dầu nhiều hả? Ừ, tại nó đã một lớp dầu rồi, rồi vô thêm một lớp dầu đó. Người ta bắt bắt là ta phải chiên trước, người ta không có làm từ công công như mình vậy. Ở nhà mình ăn từ dĩa từ dĩa. Ở nhà em đã thử rồi, má của bà về vợ. À, bà chiên có lần ăn mà mèo. Sau đó tức quá lấy ra để ngoài sau khi làm ăn. Nó mà ngoài cái để chiên nó đi xong khi nào mình ăn á, con lấy bỏ vô chiên lại là giòn. Thì nó giòn nhưng mà thấm dầu vô nhiều. Chiên một lần cũng giòn đó. Thì chính vì cái điều mà nó thấm dầu đã gì ăn cái giòn thì đã thấm một lần. À thì đó vậy thì đúng rồi. Chứ bây giờ ăn mà cái gì nó không dính mà. Không, ở đây chiên cũng giòn lắm. Ở đây chiên một lần cũng giòn. Vậy hả? Ừ, bây giờ chỉ dầu cho dầu nhiều thôi. Một lát nữa thử, tại vì anh hai, chị hai bên đây là có nhờ cái là tới nhà anh hai nha. Dài hàng có bí quyết về món hủ tiếu và món bột chiên. Lát để anh thử nha. Nhiều quá, mình chiên nó không chiên nó vàng, cái bột này xong bắt đầu cái vớt bỏ vô cái chảo khác mà bỏ trứng vô thôi. Cái gì mình phải thử thử để rút ra một cái kinh nghiệm cái nào ngon mà không ngon. Đó, thì không được. Dễ lắm, có mấy hai mấy à. Sao? Một mua đâu? Chợ nào cũng có bán hết, chợ Việt Nam. À, nếu chúng ta mà muốn ăn bột chiên thì chúng ta cứ ra chợ Việt Nam đó, mua cái loại này về. Rồi sau đó ta pha đánh y như nãy giờ cách của chị Hai nói. À, muốn mua ngoài chợ lần hay hai lần tùy mình đó. Mua ngoài chợ mà cục vuông thì nè. Mua ngoài chợ cục vuông thì nè có sẵn á. Là 4 đồng 99. À cái này nó làm sẵn hả? Ừ. Ôi mắc thật đó. Mắc quá, ở ngoài chợ nó bán một con vui gì thôi nè. Biết sao nó làm cứng lắm. Cứng lắm. Làm dẻo, dẻo ăn. Không thì nó còn bỏ cái bỏ hành he đó. He. Tại nó nằm lâu á. Để lâu. Để lâu nó còn lâu. Để lâu. Cái này á mình mua cái đồng mấy. Mình cứ làm theo cái công suất của mình. Cái này mình để một tháng không sao nha. Tại vì bây giờ mình cứ làm cho mình phải rác thì cho nó kỹ vậy nè, đừng có cho cái hơi tủ lạnh vô là đúng nó mà. Sẽ bị chiên mới chăng em khoái gì thôi, cứ ví dụ như mình mua mình tự mình về mình làm hơi đó. Rồi mình làm xong rút thì em làm tiếp là hơi rồi chứ thế nào làm ba mà phải đứng năm. Quậy đứng phải quậy hoài dặn lửa nhỏ thôi, không có dặn lửa lớn nha. Lửa lớn nó dễ đóng cùng ớt trâu lắm, không có chứng nổ đưa còn là ăn mì nữa. Ở nhà là mì ăn mì luôn hả? Đó chia sẻ. Lát nữa bắt đầu ăn hủ tiếu với ăn bột chiên, cái đầu chia sẻ tiếp nha. Thôi vậy. Này, đầu tiên chúng ta tự lấy hủ tiếu. Bây giờ mình làm cái món cho mình ăn khô, làm dừa thôi. Chứ không lắm thì nhiều. Sau đó bỏ cho đây chùm.
vật dụng vậy thôi, đơn giản. Rồi, số. Đơn giản. Ở đây tập tí xíu. Đó. Đây còn có tốt khô, mỡ hành khô và hành phi. Đó, đó nó thơm. Rồi sau đó ta lấy thêm một tí xíu trong một cái bột. Đó, lấy thêm cái này. Sắp sắp nó lên để nó dính. Rồi, xong qua bên đây. Từ từ cái mình sàng qua thôi. Đó, sàng qua đây. Chúng ta sẽ lấy đó, muốn một tôm thôi. Rồi hai miếng thịt. Uống nó cho thêm tăng cholesterol tí xíu. Dài hàng vô. Tách mỡ này, tách mỡ chưa? Dạ rồi. Rồi rồi rồi. Đây, rồi sau đó đến. Quan trọng là cái này là có cho một tí mật vô. Rồi, quá ngon. Uống thêm nữa, cho thêm nữa. Rồi xong. Rồi xong nha. Rau luôn, bóp rau quấn vô. Có cần. Muốn ăn. Bên đây có. Ăn sáng luôn, ăn sáng gì luôn nè. Bên đây có. Thôi thôi chị. Đó, gì ngon hơn. Cái đó không có được, cái đó không được. Cái đó phải là rồi. Cái đó là ăn gỏi. Gỏi. Chỉ có ăn cái này rồi, với rau giá thôi. Vậy ăn giá. Rồi xong xuống. Cần có salad rồi. Bỏ miếng salad vô. Đúng vậy. Đó, xé nhỏ nhỏ lại. Để cho nó ngon. Mình khô xong lát nữa muốn ăn nước thì múc chén nước để riêng ra. Đi mời có chén nè, múc xíu quách nè. Đó. Có xương nè, xíu quách nè. Xương, xíu quách luôn, ngon lành luôn. Ngon lành. Khắc xì dầu đây không? Tí khắc xì dầu. Rồi, sau đó một miếng xì dầu này vô. Cái này phải có đường nữa nha. Thôi thôi bớt đường đi. Không, em là không sao. Rồi, đường đâu ta? Này muối hả? Cái đó muốn tiêu thôi chứ không. Tiêu thôi hả? Tiêu cũng ngon. Cho tí muối nữa mới ngon. Ớt, đó, cái này không có ớt. Cái này mới lấy dắt đi thôi. Đó, nào, hấp dẫn quá. Nè, ớt chua nè, ớt chua nhìn hấp dẫn. Rồi, xong cái đường mới nè. Đó, tô súp nữa kìa. Thấy không, anh hai đem tới tô súp nữa thôi. Đũa, đũa. Đây. Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Nè, nhìn thấy to đã. Chỗ tiết trong kia là thấy có đường. Đúng rồi, nó phải có nhẹ nhẹ vô, đừng có sợ. Đúng rồi, 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 nguyên gốc của nó đó. Nó là gốc của nó là gì đó. Đó, đã không? Đó, bây giờ trộn nè. Nhìn thấy nó, nhìn thấy tô hủ tiếu đó trộn. Gì thôi. À. À, nhìn thấy trộn không đã chảy nước miếng. Ừ, người ta có tiền, người ta ăn tôm hùm, vi cá, rồi tay gấu. Mình lá xương xương, mình ăn hủ tiếu Nam Giang, bột chiên, bánh xèo, bánh bèo, những món dân gian yêu thích. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để mình ăn hủ tiếu Nam Giang. Rồi mình ăn bột chiên. Ê, Linh Đình, nó có Linh Đình, nó Linh Đình. Làm gì để nhiều tiền? Dũng cảnh nó thương một tiếu vậy. Tranh thủ làm nào. Đó, Dũng nó không thèm mà ăn đâu, Dũng nó quay phim thôi hả? À. Nó quay nó non là hớn không ăn đâu. Rồi, ok. Được chưa, được chưa? Ngon lành chưa? Để hấp miếng nước rồi. Dũng ăn cục xương không? Được không? Ngon quá mọi người. Ngon không? Không. Trời ơi, ngon hơn nhà chú Tiểu luôn. Đang ăn đi cho nước sôi rồi nha. Đã nha. Chẳng lẽ giờ nó hẳn với giờ mình tưởng mình tan tình khen. À, lấy lòng với nó thì chứ. À, mở nhà hàng YouTube luôn á chị hai. Ừ, ừ. Để cho nó nấu nhà ngon. Bán nhà bán hủ tiếu Nam Giang ở đây. Dân nấu tiếu hủ tiếu Nam Giang bán không có ga mùi.
nhiều. Qua ăn nó xèo ngon. Nhiều người lắm rồi đó, nhiều người đó. Ăn nào. Dạ. Nhiều người rồi bỏ tiền bỏ nhà hàng kêu. Cũng cả ngon. Kêu bà xã trấu. Dạ. Kim mà bà bán nhiều, tại bà thấy nhà hàng của ông anh bà sợ quá. Cực quá. Cực quá. Kê chưa? Cái nhà hàng của ông anh bà thấy ngon quá. Hả? Bà cũng con rồi nha. Người ăn ít lắm. Nhưng mà không nổi tiếng ngon là hết. Chứ bình thường là bỏ mứa rồi. Đúng rồi. Thành ráng. Đấy, biết mà làm thêm mì nữa là vừa hủ tiếu mì luôn ha. Đó. Còn khi bên này là mấy bạn nhỏ là gà, bánh pizza. Đó, mấy bạn nhỏ đó, thấy không? Bánh pizza. Uống Coca-Cola nhé. Đó. Nghe không? Bóc ăn nè, bóc ăn miếng ra nè. Đến đây. Đó. Đây. Giờ đang trộn tí màu vô cho thấm bột. Rồi đó nữa bắt đầu chị hai chị chiên. Đó. Đó là nè, bắt đầu đổ. Vô. Mì chiên, bột chiên. Bắt cường làm dĩa luôn á. Bây giờ đến là phần biểu diễn bột chiên. Hai con chiên đó. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Thấy không? Chiên đã xong rồi, bây giờ chuẩn bị tiếp tục. Hồi nãy nửa tô hủ tiếu, bây giờ đến một dĩa bột chiên. Mình phải thể nghiệm hết để biết cái nào ngon cái nào dở. Vô, quậy bóng lên. Tương. Tương. Tương là chắc ngon lành quá. Đó. Cái chừng mặn các bạn. Quá, nè thử đi, bà cứ thử đi. Thấy không? Thử cái nha. Ăn nữa hết rồng nha. Cái dở thôi, dở. Chứ mà dở là ngon. Cũng kỳ lắm. Ngon rồi. Nha, ăn hủ tiếu ngon quá cho. Ăn không còn một miếng gì hơn, chỉ còn cái lưỡi liếm thôi mà chưa gì bạn Dũng lấy ra nữa hết rồi. Bạn thử ông quay đặc tả rồi. Đúng á. Cái này giống như một con nhỏ con. Đó, ngon quá trời ngon. Hấp dẫn. Thấy không? Hỏi chị hai được cách chị thấy không? Để chỉ rồi, chia sẻ trên YouTube rồi. Bạn lo bạn coi điện thoại không? Không được coi đâu. Biết hết rồi, lát gì còn về. Mở YouTube ra coi lại. Mua cục bột ngoài chợ nó bán nó cứng lắm, ăn ngon lắm. Mày ngon lắm. Ở gần nhà mình ở dưới đề hán nó bán nó bắt. Thôi để lát ăn, nãy ăn non, lát ăn ăn được. Ngon. Để một ngày cho nó nguội rồi mới cắt được nha. Thôi vậy thôi, bạn chờ đến cái gì khác nha. Ăn rồi thì không có được. Đó giờ mà đổ nước tương vô nó mềm hết rồi. Ăn rồi. Để tương vô nó mềm hết hả? Không chờ
Mà bà ăn đi. Cay quá à, bà bỏ ớt nhiều quá à. Bỏ bỏ. 12 miếng cường khai. Dạ, anh ăn ớt dữ lắm chị, còn em không ăn ớt được. Đây là chim sáo ngày xưa, đây đại bàng đây. Bên chị ăn bánh thịt da lo rồi. Bây giờ hót rồi. Cài về hả? Phải không? Được không? Kêu lần nữa thì nó sẽ giòn cứng nữa. Ngon. Giòn nhiều. Bây giờ là. Đó, như một lần vậy đó. Đây không có giòn. Nó này nhớ gì một chiên đó không? Chỗ anh Thần giờ ít có bán rồi, ngày xưa bán. Giòn. Nhưng mà nó đập được cái miếng nhỏ không? Ngày xưa bán thì trời giòn mà đó cũng ngon lắm. Trời ơi, lúc mấy cái này nhỏ tối nó cũng chạy xích lô có ăn á. Ăn một cái gì xích lô, nhặt có xe, xe xem ba thì xem ba. Quay được lâu quá, nó không thấy thèm. Đủ ngon. Ơ, tôi sụm nhiều loại, giống như con em với cháu chị giống đó chỉ là do không có giao tiếp. Không có giao tiếp thôi, cho nên nó không có. Còn những đứa mà thật sự mà autism mà cái dạng mà ảnh hưởng não dại 10 năm cũng không. Đúng rồi. Ờ. Đó, nó tâm thần luôn rồi. Ăn xong ra ngồi ngâm hồ. Không, vậy là thấy giống như vậy là ok. Em thấy mấy đứa mà thật sự mà autism. Hả dạ. Đọc hàng đọc. Còn hát lên là đến. Chưa phải dạ đâu. Ông ngoại quá. Cái này như là mực nữa. Ngỡ hả? Ông ngoại làm gì? Là nổi. Ông ngoại lấy mất rồi. Chiều, lấy chiều. Ừ, thì lấy chiều. Ngon quá. Mà lấy một cái gà. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của Nhật Cường. Cùng chia sẻ những gì hay mà những người có những cái gì bí quyết lạ lẫm, độc đáo hay gì đó thì chia sẻ cả nhà nhé. Nhớ đăng ký, subscribe và theo dõi. Bye bye, hẹn gặp lại. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.